Thời đi học, học sinh nào cũng từng lên mạng tham khảo cách làm bài. Nhưng tham khảo lấy thêm kiến thức thì không sao, đằng này đa số chúng ta còn lười chép nguyên si bài làm của người ta về không thèm chỉnh sửa. Thực tế chỉ cần copy nguyên một đoạn là ra ngay bài văn gốc nên thầy cô AI cũng biết học sinh lấy nguồn chỗ nào, chỉ có điều nói thẳng ra không thôi. Ảnh Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc. Ai cũng công nhận cậu bạn này lười quá, là bài chép một tiết nhưng không tự cân nhắc mà lại đi chép nguyên si bên trên mạng ngay từ câu đầu tiên. Thậm chí cả cái đề bài cũng không chịu viết tử tế, chỉ nguyên một dòng cây ở quê em. Thế nên cô giáo chấm cho 4 điểm là còn may lắm rồi. Đến chịu với độ lười của bạn. Đến cả đề bài cũng không chịu chép tử tế mà còn đi tóm tắt nữa, bạn V. Hơi bình luận. Cho ai chưa biết thì tra Google để copy thì nên lấy từ trang 2 trở đi. Chép bài copy chỉ cần gõ câu đầu tiên của bài văn là ra thế, cho nên chép dễ hơn con nhé, bạn đờ. Ca chia sẻ. Mình đã có lần lấy ở trang 10 nhưng vẫn trùng với một đứa tìm ở trang 1, chính xác là cái gì cũng nên tự thân vận động, bạn tờ.